Hello, chào các bạn. Đây à. Khéo bạn lên level 35 ngoài chức năng đổi lát. Chuyển lát. Mình sẽ chờ cái lát thì nó mở thêm cái chức năng là mới. Mình dịch ra thấy ghi là chuyển ma thuật vậy á. Thì cái chức năng này là add run thôi. Thì ra mấy cái run mấy cái này cũng dễ kiếm lắm. 35 thì nó mở được cái bản đầu tiên đi, cái run đầu tiên đi. Thì cái thứ hai thì cũng xài cục đó, nhưng mà lên cái thứ ba thì phải chế lên blue. Thì nếu mà muốn biết cái nó nằm ở đâu thì mình cứ bấm vô cái thứ nhất là bấm vô cái chế tạo thôi. Đây ha, cái mảnh này mình rã vũ khí là ra ha, mình rã vũ khí là ra mảnh này để chế được blue không có nữa. Không làm mui hình như nó cho được 100 cái á. Thì mình chỉ cần chế số lượng thôi, tại vì mỗi lần quay nó sẽ ra random up. Sẽ random mấy cái up này ha. Thì khi mà bạn quay ra được, bạn quay ra chỉ được 3 dòng thôi. Nhưng mà khi bạn quay ra được 3 dòng vàng, cái dòng màu vàng như thế này, nó sáng lên như thế này, thì bạn sẽ kích hoạt được một cái dòng ẩn, dòng thứ 4. Còn không mà có hai dòng vàng, một dòng trắng, nó vẫn không kích hoạt dòng ẩn này, dòng tím này. Khi đó bạn cứ quay thôi, cho khi đến lúc nào đó nó ra được ba dòng vàng thì nó cho thêm một phần up nữa. Còn không thì các bạn lưu lại. Cái này nó có chức năng là lưu lại cái bảng này, có nghĩa là lưu lại cái bảng này khi mình draw nó. Như cái này 50 trọng lượng máu 100 thì mình không thích, thì có thể mình quay draw để mình lấy cái dòng khác, ba dòng vàng khác mà có ra dòng tím. Có này cái là dép, dép 2 event thôi. Ví dụ mà bạn muốn đổi cái dòng mới thì bạn có chức năng sell lại cái bốn cái ốc này ha. Đây, sell lại mất khoảng 10.000 gold. Mình sell lại để mà lỡ mình quay ra cái dòng khác hoặc không dở hơn á, tệ hơn á, thì mình trả lại, mình lấy lại cái dòng mà mình đã lưu 100 gold. Khi mình đổ lại thì mất tới 100k gold thôi. Và cũng tốn tiền lắm. Bây giờ tiền mình thấy kêu mua up level kêu hết triệu mấy một lần, một kêu up lên level 1.7 triệu, bây giờ lại còn 1.7 triệu. Còn kêu mới tới 9 triệu rồi, nên tiền cũng nhiều lắm. Chế cũng tốn rồi ha. Cục này mình chế rồi, các bạn đừng chế làm gì. Cái này lên tới 45 nữa, chắc kiếm vàng luôn kìa. Cô này không BK ha. Cái ngục mà ngục 10 tiếng á. VK liên 3 server. Chết lấy được XP nè. Đồ hư. Ngục đó mà đi đi mình lấy cái điểm cái game này á là nó nghiêng về PvP, không có đào gì hết, không có đào cuốc gì,
mình lấy mấy cái điểm này nè, mình đổi đồ, giết người thì nó nhiều điểm hơn, đổi nguyên liệu chế tạo, nguyên liệu ráp xài rất là nhiều luôn. Mà cái số lượng huy hiệu này mà mình càng giữ nhiều á thì cái lượt drop khi mình chết đó, nó bị giết á nó rất nhiều hơn hay sao á, để ý thấy vậy đó. Có lúc mình chết có 600 mà hồi nãy chết tới 2 4, cho nên là một là để dành để mua luôn, mua đồ không hết này. Để coi cái này là một ngày hay là một tuần đây. Mỗi ngày ha, 20 cái mỗi ngày. Mua bà đi. Mình cần phải chế đồ để lên level cái nghề master. Ráp đồ nó có hai loại, ráp thường với kia. Mười tiếng mà lần nào vô đánh lộn á. Năm chục ngàn đó là sao? Ok, hôm nay clip tới đây thôi. Hẹn gặp các bạn clip sau đi. Các bạn một ngày vui vẻ ha.